Tiểu sử Hùng Thẹo, vua vượt ngục trong giới tội phạm Việt Nam. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh OV Đại Bàng. Hùng Thẹo được xem như vua vượt ngục Việt Nam khi sở hữu kỷ lục 7 lần trốn tù. Có thể nói gã phạm nhân này chỉ cần các quản giáo sỉnh mắt hoặc lơ là không để ý một chút là có thể trốn trại. Hôm nay hãy cùng OV Đại Bàng tìm hiểu về nhân vật này nhé. Cuộc đời sớm sa ngã. Nguyễn Công Hùng sinh năm 1978, quê ở ấp Điền Lợi, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, Hùng sống vất vưởng nay đây mai đó, đương nhiên cũng chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Không nghề nghiệp, lại thích ăn chơi nên Hùng sớm sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Chả biết từ khi nào gã có biệt danh là Hùng Thẹo. Nguyên nhân xuất phát từ vết thẹo nổi cục trên mặt do hắn tự gây ra để khủng bố, dằn mặt, lấy số với những đối tượng tội phạm lưu manh khác. Hùng Thẹo bị bắt lần đầu vào năm 1998 vì tội ăn cắp vặt, án phạt 2 năm tù, nhưng đến tháng 7 năm 2010, bản án mà Hùng Thẹo lĩnh đã vọt lên thành 26 năm 10 tháng 29 ngày. Trong 12 năm, Hùng đã 7 lần trốn tù, vượt thoát thành công 6 trại, hàng chục lần khác có âm mưu nhưng bất thành. Một mình Hùng cũng đã sở hữu gần như trọn vẹn bộ sưu tập các cách thức trốn tù. Nhiều cách, Hùng là người phát minh, lãnh án 2 năm tù giam năm 1998, Hùng Thẹo vừa vào trại được 1 tháng thì đã tìm cách trốn với lý do không thích ở tù. Thụ án tại trại giam Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, Hùng cùng 3 phạm nhân khác cố ý gây rối. Sau đó Hùng và 3 phạm nhân bị giam chung vào một buồng kỷ luật, không bị cùm chân. Gần sáng, cả 4 tên đã hợp sức xô bật cánh cửa buồng biệt giam, trốn thoát rồi bị bắt lại. 2 năm sau, bằng cách cắt rào hoặc bỏ trốn khi đi lao động, gã đã 3 lần đào thoát khỏi trại giam công an huyện Tân Phước, vẫn thuộc tỉnh Tiền Giang. Thành quả mà Hùng Thẹo nhận được sau mỗi lần bỏ trốn và bị bắt lại là án phạt tăng thêm bởi tội danh trốn khỏi nơi giam giữ. Án cao dần lên thành 10 năm 10 tháng 29 ngày, Hùng Thẹo bị chuyển nơi giam giữ sang trại giam Mộc Hóa, tỉnh Long An. Vốn biết thành tích bất hảo của Hùng, các cán bộ quản giáo tại trại giam Mộc Hóa không dám lơ là. Thế nhưng, y vẫn lên kế hoạch để bỏ trốn. Ngày 22 tháng 12 năm 2003, Hùng cầm đầu một số phạm nhân manh động đập phá nhà giam, tấn công lực lượng bảo vệ trại giam và tẩu thoát ngoạn mục. Bị lực lượng chức năng truy bắt giáo giết, các ngã đường lẫn khu dân cư đều bị phong tỏa. Đói quá, không chịu nổi, Hùng Thẹo đầu thú sau 2 ngày đào hố ẩn mình trong một lô cao su cách trại giam không xa. Lần này với hành vi tổ chức gây rối lại bỏ trốn khỏi trại giam, mức án của Hùng bị nâng lên thành 14 năm 11 tháng. Hùng bị chuyển sang thụ án tại trại giam Thạnh Hòa thuộc huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Liên tiếp trốn trại. Hùng Thẹo cho rằng kích động phá trại bỏ trốn tập thể là kiểu vượt thoát an toàn nhất. Phạm nhân trốn đông, lực lượng truy bắt sẽ không còn thời gian để tập trung vào một vài đối tượng cụ thể. Tuy nhiên, việc cần làm là phải giấu kỹ vai trò cầm đầu của mình để khi bị bắt lại không bị xét vào vai trò chủ mưu. Ngày 15 tháng 7 năm 2005, Hùng cố ý vi phạm nội quy của trại để bị đưa vào giam giữ tại buồng kỷ luật chờ cơ hội. Đúng kế hoạch, 5 ngày sau khi Hùng bị biệt giam, ngày 20 tháng 7 năm 2005, các tên Nguyễn Thanh Nhã và một số đối tượng khác cố ý kích động 15 phạm nhân đang cải tạo ở khu K2 không chịu đi lao động để đồng loạt bị kỷ luật, đưa sang giam giữ tại khu biệt giam phân trại K2. Khoảng 16:30, lợi dụng cán bộ trại giam tháo cùm để các phạm nhân bị kỷ luật đi ăn uống, làm vệ sinh, Hùng và một số tên đã ôm ghì cán bộ quản giáo trại, tạo điều kiện cho tên Nhã cướp sâu chìa khóa vùng thoát ra ngoài. Có chìa khóa, Nhã tháo cùm cho Lương Tấn Phương rồi cùng Phương lần lượt tháo cho những phạm nhân đang bị kỷ luật khác. Nhã, Hùng và những tên tích cực nhất đã khống chế và lùa tất cả phạm nhân phân trại K2 vào hội trường, buộc họ hò hét, đòi gặp cán bộ trong ban giám thị nhằm đưa ra yêu sách. Yêu cầu không được đáp ứng, Hùng, Nhã, Duy, Bay, Tuấn kích động phạm nhân bẻ gãy chân bàn ghế, cậy gạch lát nền, nhặt chai lọ làm vũ khí đuổi đánh cán bộ trại giam, chống trả lực lượng công an, khiến một số chiến sĩ bị thương. Khi màn đêm xuống, tình hình càng trở nên hỗn loạn. Hùng, Nhã và một số tên dự mưu đã phá cửa khu giam trốn chạy. Hàng chục phạm nhân khác ban đầu không có ý định trốn, nhưng thấy có cơ hội cũng chạy theo, nhưng hầu hết đều bị bắt lại ngay trước khi ra khỏi hàng rào trại giam. Án của Hùng Thẹo tăng lên thành 20 năm. Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Hùng Thẹo được đưa về trại giam Xuân Phước thuộc huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Tại đây, Hùng gặp Nguyễn Khánh Quốc, tên giang hồ chết danh Quốc Lủi, một đối tượng trong vụ án Nam Cam. Trong phân trại K1, Quốc Lủi thuộc hàng tù quý tộc, được thăm nuôi khá đều đặn do gia đình có điều kiện.
Điểm chung của các phạm nhân Hùng Thẹo và các đối tượng trong phi vụ lần này là đều thuộc hàng tù cao, án nặng từ 20 năm đến chung thân. Đa số đều được chuyển lên từ sau vụ gây rối ở trại Thạnh Hóa, Long An nên đều nhanh chóng bị quốc lủi mua chuộc. Những tên ưa làm loạn này luôn được trại đặc biệt quan tâm, bố trí lao động trong đội tách vỏ hạt điều ở khu vực ngay trước cổng phân trại K1, trong một khu vực có hàng rào bảo vệ riêng được giám sát bởi một tiểu đội cảnh vệ. Bên kia đường đi, sau một vòng rào lưới B40 là khu vực đang xây dựng, quốc lủi đã gợi ý cho Hùng Thẹo nghĩ đến khả năng bắt cóc, khống chế một công nhân nào đó để làm con tim rồi bỏ trốn. Gã rủ Chiêm Quốc Hải tham gia kế hoạch. Không suy nghĩ nhiều, Hải nhận lời và nhận luôn nhiệm vụ tìm sắt nhọn làm hung khí, đồng thời rủ Dê thêm một số tên khác. Suốt một tháng rưỡi, quốc lủi đã bỏ tiền ra mua thêm thực phẩm cho cả nhóm ăn bồi dưỡng. Mỗi lần đi lao động, các đối tượng đều cố nhặt nhạnh bất cứ thứ gì có thể để làm hung khí, tìm cách cất giấu. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bằng nhiều nguồn tin, lực lượng trinh sát trại giam phát hiện âm mưu của quốc và lên kế hoạch triệt phá. 11 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2007, trước giờ hành động, cả nhóm của quốc cùng đồng bọn đều bị khống chế, tịch thu hung khí và đưa vào buồng kỷ luật. Để đề phòng, cán bộ quản giáo trại khám người rất kỹ, nhưng sự chuẩn bị của Hùng Thẹo càng kỹ hơn. Hùng đã kịp giấu được hai lưỡi cưa sắt dài 8 và 10 cm. Sau khi bọc kỹ bằng 3 lớp cao su, xé ra từ găng tay bóc hạt điều, gã nhét cả hai lưỡi cưa này vào sâu trong hậu môn, buộc một sợi chỉ nhú ra ngoài, qua mặt được thủ tục kiểm tra gắt gao. Đêm đó, cứ nghe tiếng của cán bộ tuần tra thì dừng, cán bộ ra xa thì cưa. Hùng đã cưa gần đứt lìa cây suốt cùm bằng sắt phi 20. Nếu chót lọt, chỉ cần bẻ nhẹ, thanh suốt cùm sẽ gãy rời ra. Hùng và tên bạn tù chung buồng kỷ luật sẽ dùng thanh suốt cùm này bẩy bung cửa sắt buồng biệt giam chui ra ngoài, trèo tường trốn thoát. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng ngày 17 tháng 7, Trung tá Nguyễn Đình Lư, đội trưởng đội trinh sát trại giam Xuân Phước, cùng các cán bộ trại giam và một số phạm nhân tự giác kịp tháo cùm dẫn Hùng Thẹo và mang cả cây suốt cùm lên phòng làm việc. Hai lưỡi cưa Hùng giấu trong lỗ suốt bị tịch thu, chỉ sau vài cái gõ nhẹ của Trung tá Lư, lớp cơm khô ngụy trang vết cưa đã bong ra, thanh suốt gãy đôi, lật tẩy toàn bộ kế hoạch mà tên tội phạm đã dày công chuẩn bị. Hùng bị giam riêng một mình, chân bị cùm trực tiếp xuống sàn nhà bằng một vòng cùm sắt phi 16, được bắt chốt bốn góc. Các cán bộ quản giáo trại giam Xuân Phước cho rằng, với cách thức giam giữ Hùng Thẹo như vậy, lại không có đồ nghề, thì hắn sẽ chịu ngoan ngoãn. Thế nhưng, Hùng Thẹo không hề bó tay. Trưa 19 tháng 7 năm 2007, khi vào kiểm tra, cán bộ quản giáo đã rất ngạc nhiên khi thấy tên phạm nhân chân vẫn trong cùm nhưng trần như nhộng. Bộ quần áo tù đã biến thành một mớ rẻ rách tơi tả, khai mù và đầy đất cát nằm vung vãi. Kiềng sắt cùm chân phạm nhân đã mòn vẹt. Nếu muộn hơn chút nữa, Hùng đã có thể bẻ gãy chân cùm và rút chân ra ngoài. Hùng khai, sau khi phát hiện ra chân cùm đã hơi rỉ sét, Hùng đã xé quần áo thành từng sợi vải. Sau đó hắn cố tình đi tiểu vào các lỗ mọt trên nền xi măng và dùng gót chân không bị cùm rộng mạnh xuống làm bong nền, lấy cát trộn vào lớp giữa vải, xé ra từ áo quần, nhúng nước tiểu để tăng độ bền và biến các dải vải này thành lưỡi cưa, kỳ cụi cưa suốt gần một ngày rưỡi. Kiềng cùm sắp đứt với loại lưỡi cưa có 102 ấy thì Hùng bị phát hiện. Sau này, khi thực nghiệm cưa liên tục, Hùng Thẹo chỉ mất 14 giờ đồng hồ để có thể cưa đứt một cùm sắt khác trong điều kiện bị cùm tương tự, bằng chính loại lưỡi cưa vải trộn cát nhúng nước tiểu này. Ý định trốn trại luôn thường trực. Bị tăng án và thuộc dạng phạm nhân đặc biệt của đặc biệt, Hùng Thẹo được chuyển lên thi hành án tại trại giam Gia Trung thuộc huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Án nặng lại đã mang HIV trong người, nhưng Hùng Thẹo vẫn luôn nung nấu ý định trốn ra ngoài. Vừa nhập trại ngày 24 tháng 8 năm 2007, Hùng đã ngang ngược tuyên bố trước mặt Thượng tá Trần Văn Huy, phó giám thị trại Gia Trung. Cháu là thằng chết rồi, thế nào cháu cũng phải trốn thôi. Chính vì thế hắn vẫn liên tục vi phạm kỷ luật để được biệt giam nhằm tìm cách trốn. Nhưng chiêu này đều bị đội trinh sát của trại vô hiệu hóa từ trứng nước. Khi cán bộ trại giam tưởng tên tội phạm đã quá chán nản bởi lần âm mưu nào cũng bị phát giác, thì Hùng lại giấu được một lưỡi cưa sắt 17 cm, lại dùng chiêu cũ bọc găng tay cao su nhét vào hậu môn. Hai đêm 14 và 15 tháng 4 năm 2008, cán bộ khu giam vẫn thấy Hùng Thẹo ngồi hát nghiêu ngao bên cửa sổ vòng giam. Thứ bảy và chủ nhật được nghỉ, hắn chẳng đi đâu, chỉ loanh quanh trong khu vực cho phép, tối lại hát say sưa tiếp. Thật ra, trong khi hát,
Hùng đã cố ý xoay lưng lại che cho đồng bọn Nguyễn Đức Hạnh, sinh năm 1982, quê Hải Dương, bị tuyên phạt 19 năm vì tội giết người và cướp tài sản, bí mật dùng lưỡi cưa mà Hùng giấu được tỉ mẩn cưa chấn sắt cửa sổ buồng giam. Gần đến giờ đi ngủ, Hạnh ngừng cưa, Hùng dùng một nhúm cơm nguội trộn tàn thuốc và rỉ sắt chám vào chỗ vết cưa để ngụy trang. Với chiêu thức Hùng thẹo hát, Hạnh miệt mài cưa, đến tối Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2008 thì chúng cưa đứt song sắt. Quá nửa đêm, chờ bạn tù chung buồng ngủ say, hai tên im lặng bẻ cửa thoát ra, xé chăn màn, quần áo, bện thành dây quăng qua tường, vượt rào và trốn khỏi trại. Chúng nhanh chóng vượt 7 km đường rừng, mò ra được quốc lộ 19 đón xe về Quy Nhơn. Giả thanh niên đi làm xa bị mất hành lý, chúng vừa ăn xin vừa tiếp tục vẫy xe đi nhờ từng chặng. Vậy mà chỉ chưa đầy 2 ngày sau, hai tên phạm nhân trốn tù đã mò về đến bến xe An Sương thuộc quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi phát hiện Hùng và Hạnh bỏ trốn, các trinh sát trại giam Gia Trung đã lập tức truy bắt và phán đoán được hướng bỏ trốn của bọn chúng. Khi chúng vừa đặt chân xuống bến xe An Sương thì bị tổ mai phục tóm gọn. Phiên tòa mới được xét xử ngay tại trại Gia Trung, Hùng nhận thêm một bản án 6 năm, Hạnh bị tuyên phạt 5 năm. Nhận án xong, Hùng vẫn tuyên bố lại sẽ trốn. Cuối tháng 7 năm 2009, điểm danh buồng giam trước giờ ngủ lại thấy thiếu Nguyễn Công Hùng, thì ra gã đã bò lên máng xối của khu buồng giam, định chờ mọi người ngủ say sẽ trốn tiếp. Hùng dọa sẽ cắn bất kỳ ai lên bắt. Biết chiêu của Hùng, khi đói quá không chịu nổi, hắn lại xin chịu trói. Có lẽ biệt danh vua trốn tù với đủ mọi cách thức và thủ đoạn mà nhiều phạm nhân dành cho Hùng thẹo có thể viết thành một cuốn sách, nhưng thực ra đó có thể xem là những bi kịch nối tiếp bi kịch của phạm nhân này. Vốn đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình, khi trốn tù với phạm nhân như Hùng thẹo, cơ hội tìm lại phần lương thiện ít ỏi và sự thanh thản đã bị cắt ngắn thêm. Khi chưa bị bắt lại, trong điều kiện sống chui lủi để tồn tại, gần như chắc chắn kẻ đào tẩu sẽ phải sa chân vào hành vi phạm tội mới, để rồi cuối cùng ngày về với tự do và cộng đồng càng xa thêm. Trên đây là tiểu sử của Hùng thẹo, vua vượt ngục trong giới tội phạm Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy để lại cảm nhận của mình về nhân vật này nhé. Video của chúng tôi đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.